Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 5 triệu token Bokechan. Chương trình để góp này gạo 2 các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click link mô tả dưới video mà Telegram Start Chatbot nè bạn. Rồi, 83 trừ 37 là bao nhiêu các bạn? Còn 16 hả? 16. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group này các bạn. Cái này câu 2 gì mình đã câu 1 mình đã chatbot rồi nên mình chỉ kiểm tra thôi các bạn. Xong tiếp bên Zalo các bạn. Rồi, tiếp tục con follow Twitter like và retweet nè. Trên Twitter các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like, các bạn chỉ việc tweet là được rồi các bạn. Không cần chỉ chẳng tweet nha các bạn. Rồi, tiếp tục follow Facebook nữa các bạn. Trên Facebook thì bạn bấm thích nghe tất cả các bạn. Rồi các bạn lướt xuống đây, các bạn like cho nó một bài viết nó đi các bạn. Rồi các bạn like, các bạn chia sẻ công khai luôn các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Rồi tiếp tục con subscribe kênh YouTube nữa nè. Rồi mình đã đăng ký rồi các bạn. Bạn bắt đáp lại các bạn. Tiếp tục follow Twitter và retweet nè. Rồi các bạn like nè. Các bạn tweet lên các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh Telegram đó nè. Rồi các bạn bấm vào submit đi tên nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email của tôi các bạn nè. Tiếp tục các bạn điền username tại Twitter của tôi các bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi đường link profile Facebook mình nha các bạn. Thì các bạn mở Facebook mình ra nha các bạn. Đâu ta, Facebook mình đâu chỗ nào đâu ta. Các bạn chờ chút xíu nữa các bạn. Các bạn nhấp vào cái mũi tên này nè các bạn. Các bạn nhấp vào anh avatar mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp ba cái cùng nè. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn gửi đi cho bot nè. Rồi nó có subscribe kênh YouTube Europe không bỏ bấm set nè. Rồi tiếp tục submit profile YouTube mình nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào kênh của bạn nè bạn. Rồi bạn nhấp vào bao anh cùng nè, bạn nhấp vào chia sẻ nè, các bạn sao chép liên kết lên nha bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot nè. Cái đường link profile YouTube mình nha các bạn. Submit Jumia channel video Twitter. Cái này thì mình các bạn nhấp vào kênh YouTube nó lại nha các bạn. Các bạn chia sẻ video của nó các bạn ơi. Các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Các bạn chia sẻ lên tweet mình nè. Các bạn đang test đây nè. Rồi các bạn mở Twitter mình ra các bạn. Các bạn nhấp cho ba anh cùng, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn nhấp cho ba anh cùng nè. Các bạn sao chép liên kết lên nè. Rồi bạn gửi cho bot nè. Rồi bấm set nha các bạn. Rồi bấm set luôn. Tiếp tục con gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 trên chocolate mình nha các bạn. Rồi các bạn ship join vào kênh support của iRub các bạn. Rồi bấm up. Các bạn bấm come back nè. Rồi bấm balance để check số cần mình kiếm được các bạn. Mình đã nhận được 5 triệu token Boken. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình iRub nhận 5 triệu token Boken đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.